Chỉ Koma thì là một loại chỉ dùng để thêu kimono của người Nhật, là sợi vàng, sợi bạc. Đó là loại chỉ tựa như là kim loại, đã được kéo thành từng sợi mềm, dẹt, mỏng, ánh nhũ để tạo nên cái sự sang trọng, quyền quý mà không phải các loại chỉ nào cũng có thể sánh được. Loại chỉ này thì thường kết hợp với các cái chỉ tơ tằm, với kỹ thuật thêu rất là điêu luyện của các nghệ nhân, thì trong lịch sử nó đã tạo ra những bức tranh và những trang phục trứ danh của cung đình